Có cái chỗ này thì có con nhỏ này chống cự không cho nó chơi vậy đó, là nó mới căng vừa Ơi. nọc. Ừ, căng hai tay hai chân luôn, nó quất xong rồi nó bỏ, nó nằm chết khô luôn, nằm nguyên hình như luôn. Trời ơi, Bà tức già mà cứ cố liêu sĩ ra tà tấn cho bà ngồi bên hang, cho bà án ngữ. Thì nó đi qua lại thì chó đánh hơi thì nó bắt hơi, nó gặp mình thì nó gặp bà ngồi trong ngóc thì nó có người rồi, thì nó tung cái đạn xuống, có mình anh bà chết rồi, còn dưới thì người ta thống nhân với mấy chục gia đình. Như vậy mình anh bà là là cứu mấy chục gia đình con chắc là nít đau đó, lòng á cho chú là ha. nếu mà chú xuống hang người ta rồi đó, mà nếu mà con chú khóc mà chú không có giết nó chết đó, là người ta không cho chú ở hang, là chú phải đi lên. Còn nếu mà chú đồng ý bóp mũi cho nó chết là chú mới được ở dưới hang. Chứ để một thằng nhỏ này nó khóc mà nó hại bao nhiêu mấy trăm người ta dưới này, ta đâu chịu đó. Nếu mà chú không đành lòng bóp mũi thì để cho người khác người ta bóp, chứ bởi chết thằng lọt nguyên một chùa luôn, không có ai chạy thoát cho một người nào chứ. Mà sao mà khôn hồn mà nguyên một cái bún cầu cho nó mà chú thấy chết vậy đó, mà lại còn sót đứa nít. Ủa, đã mẹ chết trình thúi luôn mà nó bò tới bò luôn, nó bú hoài Ủa là cái đời, là cái thằng nhỏ mà không biết trai gái nha, rồi sau này không biết bộ là đội đâu bởi chăng nó hả? đi những cái đầu không Dạ nó bả còn lợi, là thường thường là bả thấy những cái đầu là phi phi tối tối là nó đưa qua đưa lại, cũng như là cái kiểu đầu lâu á, dạ nó là đưa đây nó xẹt đi đi qua lỗ luôn. chú hai năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú hai? 62 rồi. Dạ 62. À, chú hai làm nghề gì? Con thấy mà bản đồ này chắc nghề Lao động mà. lao động. Tại À, lao động là tại cái cánh đồng này luôn sao chú hai? là cái đồng này luôn, Dạ. Cánh đồng này ta gọi là cánh đồng chết phải không chú hai? cái đồng chết đó. Là lý do chú hai? Bây giờ là thầy ngồi đó bên bó tôi qua đó, qua nó mới ai mà đi đó thì nó mới dắt xuống tới này nó giết. Còn nếu mà ai không đi thì ra, vừa đi già yếu rồi đi không nổi ra khỏi cửa nó bắn bỏ rồi. Dạ. Còn mấy người đi nổi thì dắt xuống này nó tập trung một chỗ nó giết hàng loạt, nằm có 1-2 ngàn người một chỗ nữa. Trời ơi. Dạ, vậy Là hôm thôi bắt đầu từ cái câu chuyện bên boss đi trước đi ha chú hai. Vậy lúc đó là chú hai là lúc mà năm 78 79 đó, chú hai có trực tiếp tại đây để tiếp xúc với bên boss luôn không? có chốt nằm trống thì mình với nó là giáp nhau chừng 500-700 thước Dạ. mình với Miên đó. Rồi đó là tối rồi một cái là chú chốt trống rồi chú dòm vừa ba chút là bắt đầu nó cầm dội một cái là đỏ luôn á, cầm nó đốt nhà, Ồ. nó chạy cờ 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 trống mà dòm ra thấy lồng lộng cũng như là trời trăng nha. Cái lúc mà con nghe nói là nó ship hàng người dân mình mà tại cái cánh đồng chết này mà nó bắn á, là lúc đó là chú hai có tiếp cận và thấy ra gần không chú hai? Thì mình thấy như xa xa cũng như mà chị nó nói chú nó dắt đi 1-2 ngàn người như vậy, cả đàn ông lẫn đàn bà. Bây giờ 5-10 đàn bà giờ đè một thằng Miên, giờ hồi cho nó bú không cũng chết nữa, khỏi cần bánh mà chỉ êm xuôi vậy là cho nó dắt xuống tới chỗ rồi thì nó bắn chết rồi là xong. Trước một thằng sau một thằng mà dắt cỡ 1 ngàn 2 ngàn người, đàn Trời bà ơi, con gái. vậy là lúc đó là bon bót là chỉ có mấy thằng thôi. Thì 1-2 ngàn người là một thằng đi trước người ta là thằng đi sau vậy đó, chỉ có hai thằng nó dắt đi bắn bỏ vậy thôi chứ không có nhiều. Dạ, chú hai cho con hỏi thêm là lúc trước con có từng hỏi mấy chú kia là có nói là do bon bót nó dụ người dân mình, nó nói lên trên đây để nó thả phải không chú hai? Thì nó cũng nói xuống đây rồi ông lớn nó giải quyết thả về Dạ. đó, thì mấy bà mấy ổng cũng nghe lời về đi. Rồi bắt đầu là cam kết chổng mà đi thì dắt xuống tới này, tới địa điểm trên khúc này thì bắt đầu nó giết. Từ đây là dài trên bốn cầu, cái bốn cầu chỗ này là nhóc bốn luôn. Ngay chân cái cầu sắt. Ừ, cái cầu giữa bây giờ là nó bích lại là cái cầu trên cầu Tây Tháo ngang, cái chỗ mà bộ bi chiến thắng đó, Dạ. ngồi đó là cái họng cầu. Bây giờ còn cái bốn cầu đó Dạ. nó lắp, nó dở cái cầu là mà còn cái bốn cầu chứ thấy không, bốn cầu tổ mẹ đó Dạ. là đầy nhóc một cái bốn đó đó. Rồi lúc đó thì nó sử dụng cái biện pháp nó dẫn mình lên đây là nó dùng súng nó bắn vào đầu hay là làm sao chú hai? Thì bắt đầu là nó bắt đứng thăm hàng, nó ghi té lộp xuống hết trơn. Bắt đầu là nó mới đi đá kiểm tra từng người, Trời ơi, phải đá kiểm tra cả sống chết nữa hả? đá từng người. Nếu mà ai mà còn bị thương mà giả bộ chết luôn đó, thì nằm im vô thì thôi. Còn nếu mà nó đá ngang đá lại thì mà còn nhúc nhích thì bắn thêm.
Trời ơi. À, còn mấy người nào mà như bị thương mà dính máu me tùm lum, nó có đá gì thì giả bộ nằm ngay trừ chết luôn, thì bắt đầu tối mới lùi đi được. Dạ. Thì nó bắn xong rồi chết, nó bỏ đi rồi, tối rồi chú lùi đi. Rồi lúc đó thì những cái xác chết vẫn còn ở đó vài ba ngày nữa phải không chú hai? 7 ngày lận. Trời ơi. Trên 7 ngày nữa là chú tính đi, lúc mà giải tỏa xong hết trơn là về đây rồi là chỉ còn cái sọ không à, đâu còn thịt thai nữa đâu. Là đã phân hủy hết rồi. Hủy hết trơn rồi, chỉ còn sọ không à. Như cái vị trí mà của con với chú hai đang ngồi hiện tại tại đây cũng như xung quanh đây, thì lúc đó là những cái phần thân xác của bà con có thể nằm rải rác đâu đây luôn không chú? Có luôn nữa đó. Có luôn. À. Nhưng mà thịt thà không còn, còn cái bộ xương với cái đầu thôi. Đầu thì tóc tai thịt thì dớt cái chân, còn cho lỗi chứ. Rồi tôi nói chú là từ cái mí mần lúa nào mà dọc tới muốn cầu cấp mà giải tỏa gì. Cách rồi cũng gần cây số hả chú hai? Đây nè, xác mới dụng xác mình. Dạ. Đó, ướt ra đụng mấy lúa đó, là tôi nói chú sọ nó nằm một cái như là vừa khô. Lúc đó mà chú hai là bên người dân hay là chú hai vô du kích? Du kích. Du kích. Ừ, du kích xã là quá. Rồi sau 7 ngày về đây chú hai gặp được cảnh tượng đó, thì cái lúc đó trong đầu óc của chú hai là như thế nào chú hai? Rồi bà coi tôi nói chú. Rồi xong rồi tôi nói rồi, rồi tôi hỏi ơi, là bắt đầu giải tỏ gì hết êm nữa, rồi bắt đầu là cái dân mà còn sống chẳng bắt đầu mới đi gom sọ về chùa giờ đó, mới gom tập trung vậy đó. Bởi vì bây giờ trên ba chút hô đám dỗ là đám dỗ dồn không à. Dạ, đâu có biết ờ đâu có biết ai là ai, thì bây giờ gom về một chùa chú biết đàn ông đàn bà con nít gì đó nó nằm một đống trong đó. Rồi trên này thì cái hồ trên này một cái là cũng đầy một hồ, nó bắn tập trung một chỗ mà. Dạ. Rồi đó, còn cái đồn lớn bây giờ, cái đồn biên phòng ở hiện tại bây giờ đó, là cái đồn đó đó là toàn bộ là bà già không, chứ không có con gái đàn ông đó. Đặt đi nguyên bộ bị phái đàn bà không. Có cái chỗ này thì có con nhỏ này chống cự gì, không cho nó chơi gì đó, là nó mới căng giường ốc. Trời ơi. Căng hai tay hai chân luôn, nó quất xong rồi nó bỏ, nó nằm chết khô luôn, nằm nguyên hình như luôn. Tức là nó ép người phụ nữ của mình là để cho nó quan hệ. Mà không cho là nó mới căng hai tay hai chân luôn, là chú khổ cần bắn. Trời ơi, nó ác dữ vậy trời. Dùng cái tháng là cái tháng chú biết là tháng qua Tết, từ tháng 2, tháng 3 mà nắng hèn gì, nổi bỏ nó không, từ sáng tới chiều chết khô mẹ rồi có sống nổi đâu. Dạ. Dùng không ăn không uống. Và con cũng nghe ở clip chưa khoảng nửa tháng trước có cô Tư trên kia chia sẻ cho con là nó còn dùng những cây tầm vong rút nhọn mà đâm từ đúng cửa mình lên nữa. Đúng, đúng. Nó giật nhọn là nó đâm từ cửa mình chỗ tới cuốn họng luôn. Là khỏi bắn, khỏi tốn như đạn. Trời ơi. Dùng ba chút tầm vong mà chú tính mà tầm vong trường mà. Dùng một cây tầm vong nó chặt ra là 3-4 đoạn. Nó quất được 3-4 người rồi đó. Rồi lúc đó con nít thì nó cũng xé ha? Xé, nít nhỏ nhỏ là nó xé tét luôn. Xé là nó giục bổng luôn. Còn thấy là nó xách hai cái giò nó giục bổng lên là kiểu mà trốn trên núi đoạn ly thất lạc đó, là giọng đầu xuống đá cũng chết, bể đầu chết. Tôi nói chú đó là hang kính, hang trời xanh mà hang tự tạo mình đó, là hang nào cũng chết chứ nó không nổi, nó đi nó có dắt con chó bật rê của nó, chó nó khùng đó. Là hử hơi đánh hơi. Là cái hang mình tự đạo là chú biết luôn, là cái hang này là cái hang là mỗi ngày ta mỗi đi dãy là ta mỗi tiếp tế lương thực lương khô đó. Là đem một bữa rồi muối mắm gạo và khi cơm khô đem nó bưởng trúng cho nước rồi đó, là mà trong khi mà cái hang này đó là phải đào xuống một cái gốc cây bự thôi, là cái bụi tre tầm vong vậy đó, là chú phải đào móc lội, nhưng là cái số đất này là chú đem đi chỗ khác nha, là số đất di chuyển đi chỗ khác, không có để đất ở chỗ đó, phải đem đi siêu xa tiêu hủy ở chỗ khác. Rồi đó mà chó nó còn đánh hơi được, là cái hang là chỉ người ta ở có một gia đình thôi, là hang ta tự tạo là ở có gia đình rồi. Đó là nó dục miền vô dục lựu đạn xuống. Lựu đạn xuống. Cái hang trời xanh với hang chú đạo nó không bao giờ xuống đâu. Mà lú miền hang ra rồi, nếu mà chó nó bư lú miền hang ra rồi thì lựu đạn nó tung xuống rồi nó bỏ đi đó. Trời ơi. Rồi là mấy cái hang trời xanh đó là cả một hai chục gia đình, như 20-30 gia đình cũng có mấy hang bự. Là chú biết là tấn cái bà già. Bà già mà thứ cố liệt sĩ đó, là tấn cho bà ngồi miền hang. Cho bà án ngữ. Thì nó đi qua lại thì chó đánh hơi thì nó bắt hơi, nó gặp mình thì nó gặp bả ngồi trong ngóc, thì nó có người rồi thì nó tung cái đạn xuống, có mình anh bả chết rồi, còn dưới thì người ta thống nhân với mấy chục gia đình, nhưng mình anh bả là cứu mấy chục gia đình. Vậy là phải hy sinh
hy sinh cái 15 bả đó. Ừ. Rồi cái việc mà con nít nữa, con nít mà phải hy sinh bóp mũi nữa. Con nít đó là nếu mà chú xuống hang người ta rồi đó, mà nếu mà con chú khóc mà chú không có giết nó chết đó, là người ta không cho chú ở hang, là chú phải đi lên. Còn nếu mà chú đồng ý bóp mũi cho nó chết là chú mới được ở dưới hang. Chứ để một thằng nhỏ này nó khóc mà nó hại bao nhiêu mấy trăm người ta dưới này, ta đâu chịu. Đó, nếu mà chú không đành lòng bóp mũi thì để cho người khác người ta bóp. Đó vậy đó. Có một việc mà con nghe chú Sáu kể cái vụ mà như chú vừa tường thuật, là khi mà con khóc quá người cha phải không dám bóp mũi mà phải ôm con siết vào cái ngực, rồi con sẽ tắt thở và tự chết. Còn nếu mà chú không có làm được thì đưa cho người khác làm, đưa cho người là thân người lạ là bóp mũi cho nó chết. Nói trời ơi, chú tính đi là đợt đó rồi đó. Vì rồi tôi nói chú êm đềm, có nói đây đoạn bờ đường mấy chút là chú thấy xác nằm hai bên lưỡng biên luôn, đoạn đường mấy chút mình vậy. Lúc đó thì cái nước sạch rất là hiếm và không có luôn phải không? Ừ. Chú hai. Mà chết cái giữa đó là không có trẻ đâu, bà già ông già không à, vì đi không nổi đó. Đi không nổi là tới đâu nó cho chết chỗ đó. Nếu mà ra cửa nhà thì cho chết tại cửa nhà, còn nếu mà ra khỏi cửa nhà được mà ra tới lộ mà đi được một đoạn mà đi không nổi là nó cho một viên một là nằm đó. Còn người nào đi nổi là xuống cái này. Đi nổi sẽ lùa xuống cánh đồng. Lùa xuống dưới này, đi xuống cánh đồng này nó đi tập trung một chỗ. Đó. Rồi đó là còn mà cái số một con gái mà đẹp đẹp đó là chú biết không? Rồi đợi cái tôi mới lên trên sóc, tôi quen cà lơ, tôi mới lên sóc, tôi mới hỏi mấy thằng cà lơ, tôi hỏi chứ vừa rồi mấy thằng mày có thấy có chở Việt Nam gì trên này gì không, là nó nói chở cũng 3-4 xe đó, là toàn bộ con gái không đó, là chở gì Campuchia đó. Mà nếu mà chở gì mà nếu mà đợt bộ đội mình tấn công, nếu mà nó cái số này nó còn sống là phải về rồi, nhưng mà lên rồi nó quất rồi nó cũng giết chắc chắn không còn. Còn cái số mà tệ tệ nó giết là còn con gái nó đem mình chảnh hết con chân. Gái thì quan hệ tập thể xong rồi giết luôn. Giết luôn chứ phải mà còn bộ đội mình tấn công là phải về thôi. Dạ, giải cứu luôn. Còn này nó cũng tiêu hủy luôn. Lúc đó thì bên boss nó tràn qua Việt Nam mình tại vị trí đó Ba Chúc này, là theo như chú hai có thể đoán được là khoảng bao nhiêu người không chú? Không có đó, khoảng nhiều người đoán được đâu, nó đông lắm mà. Cũng đông. Nó ở có 7 ngày đó. 7 ngày một tuần lễ đó là nhờ nó chưa lên núi được đó, nó còn ở dưới nhà đó, chứ phải mà lên núi được rồi là bộ đội mình khó quánh. Dạ, lúc đó nó là nó tràn qua ngay chăng chỗ hướng cầu Lạc Quế không? Nó tràn qua liên lạc luôn mà. Là cái đường nó đi là phải hướng cầu Lạc Quế vô đây không? Là nó đi là tứ hướng luôn, là chẳng một bữa xuống là tứ văn luôn đó. Là nó tràn qua, là tôi nói chú mấy người mà trốn ở trên hang đó ha. Mà trốn mà không có xuống hang được mà nằm bả nữa, tôi nói một cái đường mòn mà nó đi vậy mà mấy ổng nói mà theo mà chịu mà đưa cây mà cản là té thì qua 4 thằng á, mà có dám đâu. Lo trốn không mà không kịp nó đâu có dám mà hó hé mà ho lên đâu, ho là chết với nó sao. Là nó lên núi rồi mà nhờ cái nó không ở chỗ nó xuống dưới Ba Chúc này, nó ở là coi như nhà nào mà nó cố định đó, thì nó không phá. Còn nhà nào mà không cố định là nó phá, nó đốt, bỏ hết. Nhà nào nó ở với Văn chứ Quy nó ở đó là nó không phá đâu. Rồi là mấy thằng lính mà tập trung rồi nó lộn vàng được rồi gì là chú biết không? Bởi mấy người mà chạy giặt vừa rồi đó là giàu thành nghèo, mà mấy người nghèo thành giàu. Nó mới gom vàng gì nó mới đẩy ly hương. Cài đá, dây chuyền. Rồi bắt đầu ở đây giải tả gì rồi dân chúng tao mới ai về nhà nấy tao mới dọn dẹp bằng tờ bằng lạc mới dỡ ly hương lên. Dỡ ly hương lên quét thì ly hương nó để mà đóng vàng dưới nó cái tấm nó rút nó để ra hả chứ? Nó rút đi nó không lấy kịp đó. Bị cái cấp nó gom về thì nó giấu cái đó, dở ly hương nó đẩy đó. Rồi trong khi nó rút đi quá cận nó không lấy kịp nó bỏ lại. Vậy là mấy người mà đi trốn đi về nghèo rồi đó thành giàu. Nghèo là thành giàu, mà mấy người giàu là thành nghèo. Bị cấp biết không? Mấy bả nói mà cấp mà chuẩn bị mà nó hô giết rồi đó. Trong mình ai có vàng dòng tiền bạc vô đi như cặp mấy lộ lệ quăng ngang bỏ hết trơn. Đâu có để cho mình dục giải tán tùm lum á, bởi cấp mà theo mấy chỗ chết này trời nằm mà đâu có ai có vàng vòng đâu, dục bỏ dọc đường dọc xá đâu hết trơn. Lúc mà ban Ba Chúc mà ban người ta đi thu gom mà có ai lượm được phản vàng nào, dọc đường dục hết rồi.
À, tức là những cái người mà bị nó dụ dắt đi đến cánh đồng chết này là người ta đi dọc đường người ta vừa dục hết lột ra. da dục ra. Cũng như chú đoạn đường từ chảnh xuống đây là dọc đường chú dục mẹ vô lề lộ mảnh ai nó dục dục vậy. Rồi thành ra lúc mà đi thu gom thì ông có trong mình có dọn vàng bọng gì đâu, dục hết rồi, dục dọc đường dục sát cho rồi thì lúc đã đó biết chết thì rồi. anh em của chú cũng như là cha mẹ của chú thì có bị ảnh hưởng từ bon bót này không chú? Không, chạy trước. Chạy trước. Còn bà Trúc ơi, rồi chú biết không, bởi vì vậy nè là cái số cũng tu hành này kia nọ đó là mới tương tin tưởng trời Phật nói qua thâm nhập qua cũng có một số tàn quân là cũng có tác dụng đó, bị bà Trúc tàn quân dữ lắm, đi cũng cả trăm người đó. Thật ra mấy bà thì vọng tưởng gì đó là mới vô chùa, cái chùa Tam Bủ mình đó, bắt đầu mới vô chùa thúng vô hết trơn, cứ ngắt một chùa đó vô ai khỏi mỏ khỏi ai tụng kinh thì tụng, bắt đầu nó xuống vô tới bắt đầu nó để một cái linh láng trong chùa luôn, chùa có bằng giữa mấy ngày luôn chưa có hết máu, lúc mấy mấy người mà còn bị thương rồi là tay chân mà dính máu bốc lên trên tường chứ thấy còn bàn tay dính này chẳng luôn. Nguyên một chùa vậy là sạch luôn, không có còn người nào chạy sống á, bị tin tưởng chờ Phật vậy đó, thành ra đâu có ai chạy chết. Mà con nghe nói là cái máu dính trên tường hiện tại vẫn trời còn, hết trơn cho nó chú là cái chùa Tam Bủ dữ luôn. Và dưới một cái chỗ bàn thờ là chết tới 40 người, một trái mìn một. Mà chú thấy chùa Tam Bủ không linh láng luôn đó. Giữa mấy ngày luôn chưa hết nữa. Và cái việc mà con có từng nghe, không biết có đúng hay sai, là lúc đó nghe nói bon bót nó cũng từng bắn qua từng pháo dội hoặc là bơm thảy ngang cái chùa vậy, xéo xéo chỗ chùa Tam Bủ đó, bên đó mà lại bên đó không sao đó chú, không xảy ra, là cái đó sự việc có không chú? Nó pháo là dù như nó pháo mà nó pháo chật đó. Lề lô nó kêu nó pháo chật, còn như cái chùa Tam Bủ này là nó lại tại chỗ luôn. Tối nó vô tại chỗ nó giáp mặt cũng như tôi với chú vậy, mà không ai chạy luôn, thậm cho nó vào nó đìa bởi chết thằng lọt nguyên một chùa luôn, không có ai chạy tháo hốc thì mừng ngào chứ, mà sao mà khôn hồn mà nguyên một cái bún cầu cho nó mà chú thấy chết vậy đó, mà lại còn sót một đứa nữa. Ủa đã mẹ chết thình thúi luôn mà nó bò tới bò luôn nó bú hoài. Là cái đời là cái thằng nhỏ mà không biết trai gái nha. Rồi sau này bộ đội đem về nuôi mà không biết sau này thân nhân còn có giao không mà mình không biết luôn. Là từ đó tới giờ là bạc tâm luôn, không nghe tin tức. Trời ơi cái vụ này con mới nghe luôn á. Tức là người mẹ đã bị giết chết rồi, đứa chết con rồi. Mà cái vẫn thằng nhỏ còn này lại sao mà nó còn sống. Mà nó bò tới bò lui bú rồi tới bộ đội này giải tỏa xuống rồi gặp gì đó, rồi mấy bắt có đem về nuôi. Mà lúc sau là không biết có giao không là bộ đội nuôi luôn, mình cũng không biết, cũng không có nghe tin tức luôn, bật luôn. Nó là còn chú tính đi, nó nguyên một đội như bà già ông cả gì không, rồi nó bắn nguyên một lạc vậy đó. Rồi cái bà này sao bà cũng trời độ, bà sao bà mới lẻo ngang cái cổ cái ngoài da nè, thì cũng nói chú hồi nãy cũng đá từ người vậy đó. Đá cái bà cũng giả bộ bà nằm vu, bà mình mấy bà cũng dính máu rồi, bà nằm giả bộ vu giả bộ chết vậy. Cái đi nó bỏ qua xong rồi cái tối nó đi hết trơn rồi cái bả mới lùi mới trốn đi, mới trốn đi cái thời gian nó bả mới dắt tỉnh đầu huyện đầu xuống quay phim trong cái động gần cổ mà còn cái thẹo bắn sất ngang gần cổ lúc bị nó ria đó, ria cái bằng như là hên xui ma dũi mà chết hết trơn rồi, còn mình nên bả bị lẻo ngoài da vậy không có vô tới cho thịt. Bả may mắn quá chứ, bả may đó, may mắn sống người gan với thằng nhỏ trên cái bún cầu mà nói nãy. Và sau khi mà nó lia vậy đó chết đi đó, là con nghe nói là buổi tối rồi những cái người thân cũng như là những cái quân lính nào mà mình đi về mà không thấy đường có thể là đi trên xác của người ta luôn là phải không chú? Thì dậm lên luôn đó. Rồi tôi nói chú là lúc mà lật bối mà đây mà tản cư cho chẳng là đi 20 mét đường đó, tôi nói chú ông nào ông bà đâu nó nằm sình bằng chân bạn mặt trần dần vậy, đi tới đâu là dùi lằn nó làm xèo 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 đó hai bên đường mới chúng mình. Mà nó đầy dãy luôn, nhưng mà có cái khu dưới này là nhiều nhất, khu nó đem xuống lạc bới này nó tiêu diệt cái này không, là tôi nói chú từ cái đoạn này nè thẳng lên tới cái bún cầu kia luôn, chỗ bộ vị chú nó là đầy động luôn tới mấy ngàn người mà. Rồi cái bún cầu là nhóc một cái hồ ở trong này nè, nó cái hồ bây giờ người ta ở trong đó. À cái hồ của nhà chú Sáu. Nó phong đó. Dạ bữa hổm con có vô đó. Ừ. Cái hồ đó ông nói là tới mấy trăm người dưới cái hồ đó đó. Ừ, đầy nhóc cái hồ đó đó. Lúc chú thấy rồi chú có sợ sệt và cái tâm lý lúc đó chú như thế nào? Trời tâm ơi, lý
sợ gì, tôi nói chú đi chốt nằm gặp miên là hàng ngày thôi, với có con còn sợ sợ gì nữa. Lúc đó là thí mạng cùi rồi, nó biết sợ rồi. Dạ. Là trong khi đó ngồi tôi đi, tôi nói chú tôi đâu phải tôi nhát đâu, chưa có đúng tuổi, mới 16 à. Lúc đó là chú 16 tuổi. Ờ, nó không cho đi. Dạ. Rồi nó không đủ tuổi, rồi tôi mới cước thêm một tuổi, tăng thêm một tuổi, 17 tuổi nó mới thâu. Thâu làm lý lịch xong rồi bữa trước bữa sau là tôi dọn cho liền. Rồi bây giờ nói chú lúc trước nó này cũng khổ lắm, cha mẹ cũng nghèo, cũng đi với ghe bình bồng nữa, rồi đi mài dao mài kéo, rồi cái là chạy giặt ra. Tôi ở tới cầu số 5 mới có mình lên tôi nhà. Trời Phật ơi, ra ngoài chú tính đi sáng ăn cà luộc chấm nước mắm, chiều ăn cà luộc chấm nước mắm, cấm viết rồi tôi mới đi đào trùng, đi lên từ ở ngoài mà đi vô tới Ba Chúc rồi đào trùng, đào trùng về bán. Rồi mấy ngày nó mới vũ, nó mới vũ hỏi đi không. Thấy người mình lên cũng thua, tôi nói đi quất mừng lấy lịch xong thua. Đó chú không sợ chết luôn? Không, lúc đó là còn thời xin, chiến tranh đó, xin phong đi luôn. Ờ, người ta nó sợ giặt người ta trốn rồi tôi đăng ký vô. Bắt đầu bằng lý lịch xong xuôi đó, rồi bắt đầu là bữa trước bữa sau tôi về máy, bữa trước sau giọt vô là bắt đầu là mang súng vô nằm chốt luôn. Mang cái súng bây giờ 15 nó còn lết vết dính dưới đất á. Rồi lúc đó chú có bắn gì được không? Bắn chứ, bị nằm chốt giống mà. Là nằm chốt là cái chốt đồng ông chẳng đó, là cái kinh nó kêu bằng dưới cái dòng đất sát, rồi chú thấy là sát bên đó. Dạ. Rồi Phật coi gì, thắng nước rồi là chú đâu có ấy được, làm con sự nổi lên mà chút mình à, đốn dừa mới chặt khúc khúc rồi nè, với thùng phi vô đất rồi chất con sự nổi nè, rồi dừa mấy chú mấy cản ngang rồi làm đổ cho mày nè. Trời, yêu cầu chú mới đút đầu ra dừa, thằng kia mới vừa dòm cái gì đó mà vừa hới vừa thụt vui, là viên mà 28 nó bắn cái bụp dứt ra chân cái gốc dừa lỗ cho mày á, nó không lọt vô lỗ nhưng cái lỗ cho mai mình dưới mẹ cái gốc dừa, trên gốc dừa nó bắn dính gốc dừa trên, dính cái bụp như cái đầu anh vô đó. Rồi thôi nói chú thôi, dữ lắm. Rồi lúc đó là nhà nước mình mới sau cái ngày giải phóng đó đó thì thu gom lại những cái phần thân xác cũng như là phần sọ đầu xương để về chùa ngoài ngoại. Ừ. Thì mình thu gom khoảng mấy ngày mới xong hết chú hai? Ừ, cũng lâu lắm à. Là cũng như ai còn thân nhân cũng đi, rồi ai không có thân nhân cũng phải đi, cũng như kiểu mà đi tập thể mà đó. Thì gom thì đặc dụ như chú phải là vô bao, vô bao ở đầu là bỏ lên xe, là xe mới kéo gì nó mới gom, thu gom một chùa đó rồi mới xây thành phỉnh thì mới đổ vô, vô đó đó đặng nó đừng có cho mưa gió, đừng cho hôi thối đó. Như vậy mà gọi gấp mà ngồi mà chú chưa lộng kiến nha, nếu mà có mưa rồi mà hơi ỉ rồi là chú lận lại đứng gần còn tanh đó. Ừ. Bốc mùi còn tanh đó, bởi vì sao thời gian sau bởi mới lộng kiến hết trơn đó, chứ không lộng kiến ha là nó hôi dữ lắm, không chịu không nổi. Rồi sau này 1-2 năm á chú hai, thì bà con cô bác mà ta làm ruộng này lại chưa hay là chưa đâu, còn mình dữ lắm, mấy năm sau nữa mới có làm được. Là chú biết là miền bọng nó còn dữ dằn luôn, là một tay tôi rồi này kia là nằm ở dưới này đó, chú tính là nội mà đi gỡ miền mà đánh cá ăn nữa là đi kiếm miền giết mà hết miền luôn á, dân khỏi phá. Tức là vòng vòng những đám ruộng này là miền miền không vẫn còn à, miền thống đó. Là chú tính đây là sáng đánh, trưa đánh, chiều đánh, là cứ gỡ miền nó về là đánh cá là ăn không, đó là chỉ có nhà nước chỉ có tốn gạo thôi chứ đồ ăn không tốt. Vậy là sau này bà con khi mà gỡ mìn xong rồi đi đi làm lúa lại ra làm nương rẫy đó thì người ta có còn phát hiện những cái phần xương sọ còn sót lại nữa không chú hai? Không, làm sạch luôn, bởi vì nó nằm bạ trên không chứ không có lấp gì trên. Nó cũng như nguyên cái nồng trống gì thì nó giết rồi nó nằm bạ khơ trên như vậy luôn. Còn có mấy cái hang là bỏ luôn thôi, không có lấy. Hang lấy không được. Chú dù dưới đó chú chết dù dưới luôn. Cái mùi. Bởi vì một hang chỉ tính 200-300 người, hang nào nhỏ 20-30 người. Trời ơi. Rồi giờ chú xuống dưới làm sao mà chú lên xuống cho nổi. Thành ra là nằm ở dưới đó luôn, bỏ luôn cái số đó là bỏ luôn, chưa có không có gom gì đó. Dạ. Còn thì gom là gom trên bả ở trên không, còn mấy cái hang là bỏ hết chân luôn. Trong không đó có lấy hang biết nào. Được cái hang của ông Ba Lê là 8 người đã nằm ở dưới luôn. Hang nào mấy cái hang bự luôn, hang bự trời xanh, hang mà ở cái 5-10 gia đình cũng bỏ luôn. Không có ai lấy. Lấy không có đồ nổi đâu. À, lúc đó thì xảy ra sau cái ngày mà nó qua đây với sau cái ngày mà mình được tấn công nó rút lui á,
thì tổng số là bao nhiêu ngày vậy? Đúng không? Vừa cạc tính giải tả luôn là cũng 7 ngày á, đúng một tuần lễ luôn. Dạ đúng. Bởi vì cánh cánh trong này bộ đội mình chết cũng một số đó, là cạc 7 ngày đó là mới vô lấy thay đó, là mấy em mà nằm ở dưới nước rồi em nằm lấy sình chăn ban, còn mấy em nằm trên khô là nắng tháng 2 tháng 3 nắng gấp đó là nó vàng như con heo quay luôn. Còn ở dưới nước rồi là dòi tôi mới nói dốc chú con nào con lấy bằng cái đầu đũa ăn đó. Mấy thằng nằm dưới nước, còn mà mấy thằng nằm trên khô rồi là đít khu của nó lồi được nó đưa lên rồi nằm thấp đưa đít lên gì nó vàng cháy như con heo quay luôn nắng. Và con nghe chú Sáu ở trên gần núi Tượng Chảnh còn kể cho con, lúc đó ổng trên hang rồi, lúc mà sau cái ngày mà quân đội giải phóng ổng trốn ổng đi băng đêm xuống đó, có khi là ổng uống nước thay ma luôn, tức là trong cái hầm đó, trong một cái láng đó mà khát nước quá đó chú. Rồi vẫn cứ phải uống thì đâu có thấy đâu. Không băng uống đêm. Nước rồi uống. Không phải uống, không uống nước mà không có nước uống. Rồi phải nước ao, nước hồ, nước dịch gì rồi cũng phải uống hết trơn, lúc đó là hiếm nước rồi. Đó, chú có lùi nhà được đâu mà lấy nước sạch đúng. Dạ. Lúc đó chú đi du kích gì đó thì trong du kích thì có ăn uống nó có đầy đủ hơn mấy người dân không chú, hay là nó vẫn ăn như cơm cháy hay là cơm khô? Không đâu, ăn uống đầy đủ lắm ạ. Đầy đủ. Gạo thóc ăn đầy đủ mà. Trời ơi. Tôi nói chú mà cái thắng nước rồi đó. Nội mà chú bắn cá với đánh trái là không là thôi, cá lóc, cá bông con nào nó gì nữa. Đánh một trái rồi đó. Là chú mò chú ăn hai ngày chưa hết, Trà Vinh cá ngựa cỡ này đâu có bắt, ăn sung sướng lắm. Dạ. Lúc mà xảy ra đang chiến tranh với bên Bót á, là lúc đó là chú cũng từng đánh bắt mấy cái vụ đó. Lúc đó thì không có đánh được, sau này về sông lớn thì mình mới đánh cá ăn được. Lúc trên đó còn chiến tranh đó là ăn cá lưới luôn. Dạ. Cá lưới của dân gần gần đó, cho ăn. Dạ. Và khi mà những cái phong linh của những người đã phất bà con cô bác dân Ba Chúc mình bị bên Bót thảm sát đó, thì chết quá nhiều đi, thì chắc có lẽ là đương nhiên là những cái phong linh đó người ta không siêu thoát được, có khi mà người ta sẽ có hiện hồn lên luôn, phải không chú? Có chưa, bây giờ chú thấy đi, đó như một cái đoạn đường vắng chỗ này nè, đó như tôi nặng dưới tôi không thấy, nhưng mà cái phản này là đó như bả đó là một cái đầu đó. Chắc ngồi đó ở chỗ này có một người là chắc nó bị chặt cái đầu con gì á, là chú nói xung quanh này chỗ này. Này là cái phản giống này nè, là cái đầu này. Nó đưa qua đưa lại ngay chân cái cồng đèn đó là nó đi qua cái lỗ luôn. Trời ơi ghê. Cái đầu không à, rồi chú nói định vậy là ngồi đó cái khu này là miên nó có chặt đầu một người rồi, bởi vì bây giờ là bởi nó đi những cái đầu không. Dạ. Nó bả lợi là thường thường là bả thấy cái đầu là phi phi tối tối là nó đưa qua đưa lại cũng như là cái kiểu đầu lâu á. Dạ. Nó là đây nó xẹt đi qua lỗ luôn, bay lộng thầm qua lỗ luôn. Ghê trời. Rồi tôi mà gan nhất á, mà bả nói giết rồi nhiều cái bằng đêm tôi không muốn lại trời là trời nữa. Dạ. Rồi những người đã mất rất là nhiều từ cái vị trí như chú hồi nãy chú nói là từ đây tới cái hướng bên kia. Từ cái miếng lúa này là chạy dập luôn, thẳng luôn tới chỗ luôn, tới cái cầu bia chắc thắng luôn đó. Là đại đồng luôn đó. Có ai còn gặp những cái vong linh của những người đã phất đó mà sau khi chết mới có mấy ngày đó người ta còn xuất hiện xung quanh cái đường lộ dài đây ra đây đó nữa không chú ơi? Đường lộ dài đó là xong khi mà về rồi đó hai bên cũng còn lùm bụi lắm. Nhưng mà chú chạy xe đó mà chú mới mặn mua dưới đó, chú không thấy mà nhẹ mua dưới rồi thấy nó giả ra con này con kia, giả con heo nái nữa. Giả heo nái được ột ở trong cái lộ vậy đó. Đó thì bắt đầu là chú chạy tới thì mất tiêu. Đó vậy đó. Là giả ra cái đó là nói với chú là không phải là ma, là nó thuộc về là quỷ rồi. Quỷ mới giả. Quỷ với tinh. Đó. Chứ còn hồn ma bóng quế là chú chỉ thấy cái bóng đen thôi. Dạ. Là cái đó là hồn ma bóng quế. Còn mà cái kiểu mà nó cái con tinh đó là nếu mà chú hạp nó là chú cọ mặt mình với nó là cái mặt nó xanh lè con tinh đó. Dạ. Còn con quỷ đó, thì nó bận nguyên một đầu trắng, nó xả tóc sầm sộp nguyên một đầu trắng như kiểu đầu tan đó, là chú thấy bằng đêm mà nguyên bộ đầu trắng gì mà xả tóc đi gì là quỷ, con quỷ đó. Dạ. Còn con ma là chú thấy xả bóng đen thôi. Dạ. Nghe chú nói ghê quá. Bây giờ mà có khi nào mà chú buồn buồn chú nằm võng cũng như là nằm trong nhà ban đêm, chú có chợt nhớ đến cái cảnh tượng mà ngày xưa người dân mình bị giết như vậy không chú?
Rồi nhớ tới rồi thấy cũng ảm đạm nữa chứ. Thấy cũng hỏi rồi bây giờ cũng như mình còn sống gì mà mình thấy những người chết đó là mình dòm lại mình thôi. Cũng như nữa cái kiểu mình chết này cũng như con gà con vịt nữa, chứ không có con mẹ gì chứ. Như thấy... con nè, con cũng từng đi tìm hiểu để hiểu biết thôi. Về những cái câu chuyện mà ngày xưa xảy ra khi bên Boss thảm sát người dân Ba Chúc. Nên nói con nghe thôi là con cũng cảm thấy cái lòng nó xót xa và nó đau đớn thay dùm cho những cái người đã mất đó. Nó quá tàn ác. Không trời thể tưởng tượng. Tôi nói mà ngồi mà tôi còn cầm súng tôi thiệt chú tôi gặp nó là nó thấy tôi không có tha. Chết nó không có tha. Trời ơi tôi không phải nói chú ngồi đó tôi gan vậy đó. Bây giờ thì cánh đồng chết này con thấy là lúa người ta trồng rất là tươi tốt và ngon lành này hả chú? Nguyên cánh đó là chạy dọc lên chỗ đó là đại đàn luôn đó. Rồi tôi nói, nó chỉ có khu vực đó, khu vực này, khu vực đồn với cái hồ đó, đó với cái bún cầu đó. Cái thời gian diễn biến ra rất là nhanh, trong vòng một tuần trở lại thôi. Trong vòng một tuần. Dân Ba Chúc chết rất là nhiều. Trong vòng một tuần thôi là chết biết. Rồi đó là một chập đó là nó cũng chết dữ lắm. Là chú tiếc không mấy ông này người ta thả cửa thả luôn mà không có có nằm không đóng luôn mà cũng như kiểu là chú công viên mà tàu ở trong vô tiếng á vụ là bắt cá lớn mà qua bắt đầu ảnh qua phục hết trơn là chú tính là dưới này là ốp mé lên ở ngoài Phú Cường vọng vô trên núi này sẽ tăng càng xuống là chú tính đi là nguyên một cái cánh đồng ở trước cửa nhà mà chú vọng bên đó đó là công sự dán này ở đâu ra là ba Hằng Miên ở Lê Trì nó tiếp tế dán ngựa đem ra cho nó làm công sự thằng nào không lên còn công sự xe tăng cắn nhẹp luôn mà có thằng Miên Rồng này á là nó đứng ở trên nóc công sự hay là chú bắn cỡ nào nó không chết mà đứng lên trên khơi trên con nóc công sự mà nó bắn trái một chiếc xe tăng nó mới chịu chết trời ơi Miên Rồng á là nó ăn sao mà giống như là mình đồng giá sắt hả chú? Cũng ai như ơi. Cái kiểu mà nói cái ca mình nói với chú mà nói bay đổm rồi đó là chú biết chết hết trơn á mà còn có mình nó là sống sót mà nó đứng ở trên nắp công sự mà trên đồng bằng chống lỏng mà nó chịu trận mà nó bắn trái một chiếc xe tăng nó mới chịu chết. Còn bắn đạn vô người là không về thì không thủng nó đó không thủng giết mà cuối cùng nó bắn giật được một chiếc xe tăng nó mới chết á. Chú có hiểu được là cái vấn đề đó cái người đó tại sao để đạt được cái mức độ đó không chú? Là tại sao gọi là rồng? Rồng là mấy thằng này là nó bùi lắm, gan mấy đổm vậy. Là chú biết không mấy cái tay này đó là nếu mà chú bắn vô ngực vô lưng vô gì là chỉ nổi vô chì thôi chứ không bao giờ cũng như kiểu một con heo dài á mà chú bắn vô rồi là đầu ba dứt bịch tại chỗ không lủng. Còn mấy ông rồng vậy đó, là trừ ra là con mắt chặt đất là chú phải lựa mấy điểm chính lỗ tai là mấy chỗ đó như bể đổm rồi đó vậy đó là mấy cái chỗ này là chiếc đũa chú đâm cũng chết khỏi cần bắn như con mắt giống như là nguyệt hả chú? Là mấy chỗ đó không có gồng được chặt đất cả hắn không có gồng được con mắt chú không có gồng lỗ tai không có gồng được mà từ ngực tận cổ lưng rồi là chú đâm cỡ nào đâm không lủng đó là mới gọi là gồng đó như thằng còn mới thấy biết đó như thằng Miên ở trạm dòng bà ca chú thấy đi cái thằng này nè nó mới xuống cái chợ nhà bàn đó cho nó chơi nó là vui đồn vô chơi vui quá nó mới chơi mà nó chơi quýnh bại rồi là chơi tiền một cặp tắp hơn cái nó về tới cái trạm dòng bà ca cái nó xin tiền cái thằng trạm này nó tiền một cặp tắp nó không cho nó tức mình quá trời tức nó móc khẩu súng ra nó để vô trong họng bóp nhưng mà hai ba viên bung 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 nhả ra vớt hai ba cái đầu banh bịch bịch đó bắt đầu Miên Trạm thấy quảng hồn chạy cái rác vô trong nhà móc tiền móc một cọc tiền đưa cho mày liền mày đi đâu trời ơi trời súng bắn vô họng không chết luôn rộng mà chú thấy không đó nó bắn dằn mặt cái thằng đó đó nó biết có tiền mà xin nó không cho nó mà nó bắn dằn mặt đó bắn hai ba phát vô họng nó hả họng bắn hai ba phát vô bắt đầu nó nhả họng ra là đầu banh vứt liệt bịch dưới đất này quảng hồn là chạy vô lấy tiền ra liền lấy tiền tôi liền ghê vậy khỏi cần năn nỉ nghe rất là hay và cái câu chuyện mà trở về cái chuyện Bon Bót thì nghe chú hai chia sẻ hồi nãy giờ với kết hợp những người khác con nghe rất là đau buồn cho những cái vong linh ngày xưa đã mất cũng cầu mong cho họ được siêu thoát tịnh độ
Mà dạ, những con... mấy người mà siêu thoát được thì còn ở trên trần gian rồi, chú thấy cũng lộng hành cũng nhát dữ lắm, bị dạ. chết quan mà, quan chết đất mà. Chắc cũng còn ha chú, còn một một vài hoàn cảnh vong linh mà người ta không chịu đi đầu thai, không là chịu đầu thai, cũng như kiểu như bị tội gì rồi không được đầu thai. Dạ. Người ra thành lình lình trên này đi phá, đi phấy hoài.